Vâng, quý vị khán giả thân mến, phải nói rằng là ngày thứ hai luôn là một cái nỗi uể oải đối với cả những người đi làm và những người đi học. Và cái ý tưởng biến nỗi ám ảnh mang tên ngày thứ hai trở thành một cái niềm vui ngày thứ hai, và một ngày để xả stress, để đẩy áp những cái sự vui vẻ, thì thực sự là một ý tưởng gây tò mò. Và có cả một cái chương trình tên là Thứ hai xả stress đang được triển khai cho học sinh sinh viên tại Mỹ, với cái mục đích là giúp các em có thể bớt căng thẳng trước những áp lực của giá cả tăng cao này, của những bất công xã hội, của chiến tranh hay là dịch bệnh. Và cụ thể là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong môn mọc cuộc sống. Bên cạnh đó sẽ còn rất nhiều những tin nóng đáng chú ý khác nữa. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nóng cùng V8, chương trình trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, hai tàu cá vừa va chạm trên vùng biển Quảng Nam vào sáng sớm ngày 6 tháng 6, ba ngư dân Quảng Ngãi đã tử vong. Cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30. Một người đàn ông trèo từ tầng 11 xuống tầng 10 của một chung cư nhưng không may tuột tay và đã rơi thẳng xuống đất. Vụ việc này vừa xảy ra tại thành phố Thái Nguyên, cụ thể là tại tòa chung cư Tiến Bộ TBCO Riverside thuộc phường Quang Vinh. Người dân sống tại chung cư cho biết là ra tại chợ vào rạng sáng nay khiến cho nhiều gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Tổng cộng là đã có 9 lán và nhà tạm của người dân bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến cả tỷ, vừa bị kỷ luật vì liên quan tới khai thác đá. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An vừa xem xét kết luận thi hành kỷ luật đối với các cán bộ có trách nhiệm liên quan trong vụ việc khai thác đá trái phép tại núi Phá Cụ, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. Theo đó, thì ông Nguyễn, các tay súng mang theo chất nổ đã xông vào nhà thờ Công giáo St. Francis ở thị trấn Ogo, bang Ondo, Tây Nam Nigeria vào ngày 5 tháng 6, giết chết ít nhất là 50 người và làm cho nhiều người khác bị thương. Theo hãng tin AFP, tiếp theo sẽ là một số tin tức giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, đang ăn ốc thì bị ô tô tông trúng. Vụ việc này mới xảy ra tại thành phố Biên Hòa. Cụ thể là vào khoảng... Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi họp triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ vay vốn từ Ngân hàng Thế giới để làm đường và cam kết đến cuối năm nay là phải hoàn thành. Nhưng mà giờ thì vẫn chưa giải phóng được mặt bằng tại nhiều điểm. 6 tháng liệu có đủ để vừa giải phóng mặt bằng và vừa thi công đường? Một bài toán khó đang đặt ra lúc này cho Quảng Trị tại dự án nâng cấp quốc lộ 9. Thưa quý vị, với hơn 5.000 điểm mỏ của hơn 60 loại khoáng sản, thì Việt Nam của chúng ta có ngành công nghiệp khai thác khoáng sản khá là sôi động. Thế nhưng hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta đã và đang gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường xung quanh. Cái biểu hiện rõ nét nhất đấy là sử dụng thiếu hiệu quả các nguồn khoáng sản tự nhiên, tác động đến cảnh quan và hình thái môi trường, tích tụ hoặc là phát tán chất thải, làm ô nhiễm nguồn nước. Và thậm chí là sau khi tận thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, thì việc phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thổ, bảo vệ môi trường cho các địa phương nơi diễn ra hoạt động khai thác lại chưa được quan tâm đầu tư trở lại. Đây cũng sẽ là nội dung của tiêu điểm Nóng cùng V8 hôm nay, cùng với phần trình bày của biên tập viên Trần Long. Mà nhắc đến ngày thứ hai, có thể là nhiều người sẽ bất giác thở dài một cái, phải không ạ? Chúng ta khó tránh được cảm giác uể oải khi mà nghĩ tới cả một tuần làm việc hoặc là học tập ở phía trước, đặc biệt là nếu như đã có một kỳ nghỉ cuối tuần thong thả và thư giãn. Và tuy nhiên sẽ thế nào nếu mà chính cái ngày thứ hai uể oải ấy lại trở thành một cái ngày để xả stress ngay tại nơi học tập hoặc là làm việc của chúng ta? Đây là một ý tưởng đang được triển khai tại Mỹ và thực sự đã làm được một cái gì đó, phải không ạ?